Chị Minh Hương này, những ngày vừa qua thì hình như là chúng ta có thể cảm nhận được là miền Bắc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đúng không ạ? Dạ vâng, đúng vậy. Và theo dự báo thì chúng ta vẫn chưa hề có một cái dấu hiệu nào để có thể thay đổi về thời tiết như vậy. Và thưa quý vị các bạn, có thể nói rằng là tại thời điểm này thì thời tiết miền Bắc sẽ trong khoảng từ 23 đến 26 độ C, và ngày sẽ có nắng và tối sẽ cảm giác hơi se lạnh. Còn tại miền Trung ngày hôm nay thì có thể sẽ xuất hiện mưa to từ 180mm đến 300mm. Đợt mưa này sẽ không quá lớn, tuy nhiên thì các sông ở Bắc Trung Bộ sẽ ở mức báo động 2, cảnh báo ngập ở khu vực trũng thấp đô thị và sạt lở đất ở vùng núi. Nam Bộ thì cũng đang trong giai đoạn chiều cường rồi. Thì không biết là tình trạng chiều cường tại Nam Bộ sẽ như thế nào? Vâng, chiều cường trong tháng này thì có lẽ là sẽ nhanh hơn và duy trì trong 4 ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì chiều cường sẽ cao hơn hẳn tháng trước. Đỉnh chiều cường sẽ đạt 1m70 trong khoảng thời gian chiều tối. Còn tại huyện Nhà Bè, quận 7 thì cần phải lưu ý chiều cường xuất hiện vào thời điểm tan tầm. Chính vì vậy mà quý vị cần phải tính toán lộ trình di chuyển để không gặp phải sự cố. Và cần phải lưu ý vị trí những hố ga, miệng cống có thể bật nắp gây nguy hiểm khi mà lưu thông giao thông. Cảm ơn chị Minh Hương với những chia sẻ về thời tiết vừa rồi.